tuyệt đối gì hết. Ok. Trong lớp này thì chắc em là thuộc hàng nhỏ tuổi hơn các anh chị nhiều rồi. Thì em có một chút chia sẻ, thì lời đầu tiên là em xin cảm ơn thầy đã dạy nhiều tuổi em nhiều suốt 3 ngày qua. Thì đến cái lớp học này rất là tình cờ. Lúc đầu thì thực ra là em không biết gì về kinh tế nhiều, tại vì em thuộc trên công nghệ. Thực ra em có một số vốn, em không biết nên làm gì, em bắt đầu em tìm hiểu kinh doanh gì đó. Ban đầu em tính là làm một cái quán ăn hay gì, sau đó em vô tình tìm thấy được cái trang web của thầy. Và đứng ở góc nhìn của cái dân công nghệ như em thì em đánh giá trang của thầy nó cao ở chỗ là nó được xem lên hàng top Google. Nó để quảng cáo lên hàng top thì em đánh giá là cái ông này kể ra, lúc đó chưa biết thầy, ông này kể ra cũng không phải vừa. Đó, rồi em quyết định là em sẽ đi học. Mặc dù là em không phải xin học phí của gia đình hay là xin bất kỳ một ai, em tự đóng hết, nhưng mà thực ra là khi mình chia sẻ với gia đình về cái kế hoạch học của mình thì cũng phải nói gia đình biết một tiếng. Thì khi em nói ra thì thật sự là cái học phí của mình thì tính ra cũng không có nhỏ so với cái người chưa biết gì từ như em. Thì em nói ra thì có vẻ như là mẹ em, rồi ba em, rồi anh chị em có vẻ như là họ phản đối, và nói là ông mày ơi, gì mà mắc như vậy. Trên hết là em tìm hiểu về thầy, em cái góc bên gầy cũng sụp với gốc tay. Em tìm hiểu rồi em cảm thấy là mình tin tưởng, mình đến em mình học. Và thực sự là trong cái khóa 3 ngày vừa qua thì em đã học được rất là nhiều thứ từ thầy. Không chỉ đơn thuần là cái kiến thức mà về lĩnh vực đầu tư kinh doanh, mà em còn được học cách sống, nhiều cách sống, và thực ra là em còn được học nhiều thứ phụ thuộc đến. Ví dụ như là em còn đứng ở lớp dạy của em ở nhà, em dạy về công nghệ thông tin, thì em thấy được cái cách dạy của thầy nó đã có một sự khác biệt rất xa với cách dạy của em. Chỉ là một chỗ này em dạy thì hay là ở dưới lớp cũng có đứa ngủ. Luôn luôn gây ra một cái tinh thần hào hứng cho tất cả mọi người. Đó là em được học rất là nhiều thứ, từ cách sống đến cách phong cách dạy của thầy, rồi những cái kiến thức về đầu tư kinh doanh. Và thực sự là em rất biết ơn thầy và những cái kiến thức mà thầy đã chia sẻ cho em. Em sẽ luôn cố gắng phát huy, thực sự là tương lai em sẽ quyết tâm trở thành một nhà đầu tư kiệt xuất đúng như là cái khóa này của mình. Và em sẽ khi mà đã thành công rồi, em đã có một niềm tin nơi thầy, em sẽ đi quảng cáo thật là nhiều cho thầy với những người nhỏ đấy. Em sẽ lấy cái niềm tin của mình ra và quảng cáo với mọi người. Okay. Em cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. Quan trọng là bạn muốn giúp đỡ được khách, bạn phải giàu đấy ạ. Các bạn phải giàu, muốn giúp đỡ được khách. Ok. Rồi. Ok. Và bây giờ là phần quan trọng nhất. Chúng ta